7,5 AM nha anh em. Anh em thì Quang Thái cũng báo giá cho anh em biết. Đây là cái đồ răng của nó xuống dưới sàn nha anh em. Anh em nghe nó tiếng răng không? Anh em nghe tiếng răng không? Là bởi vì mình chưa định vị ốc chân này anh em. Anh em nghe tiếng răng rất là khó chịu nha. Đây hết này anh em thấy không? Chạy khé là em nha anh em. Do mình test thử anh em thì mình không có định vị, chứ anh em về dùng á thì anh em định vị cái chân nó thì không có vấn đề gì nha anh em. Xin chào tất cả anh em đến với kênh Mô Tơ Điện Quang Thái, Quang Thái nha anh em. Thì hôm nay Quang Thái review báo giá hai con motor một pha 220V lớn nhất của một pha của Đồng Tháp nha anh em. Thì con đây là Quang Thái vừa chốt nha với hai khách rồi nè anh em. Con này về Cần Thơ này 3,5 kg vỏ nhôm nha anh em, 3,5 kg vỏ nhôm. Quang Thái sẽ báo giá luôn là giá là 2,5 triệu bao vận chuyển anh em ha. Thì con này là con lớn nhất của một pha Đồng Tháp, 3,5 kg vỏ nhôm anh em. Thì thông số nó đây anh em, trọng lượng bản thân, trọng lượng bản thân là 22,5 kg nha anh em ha. Ampe tối đa nó là 17,5 ampe anh em ha. Rồi, con này là 3,5 kg này, 4,7 ngựa này, tua 1,400 là motor kéo này anh em. Thì motor này giải nhiệt rất là tốt nha anh em, motor vỏ nhôm 2/5 chất lượng cao, gia đồng 100%, bảo hành 6 tháng loại đời mới nha anh em. Và con này thì Quang Thái có chốt cho khách đi về Tiền Giang. Đấy, anh Hùng về Tiền Giang 3 kg này. Con này là con 3 kg này anh em. Nó hơi ché ha anh em ha. Đó, con này 3 kg ha. 3 kg 4 ngựa này, lớn nhất vỏ gan nha anh em. Vỏ gan jeep lớn nhất vỏ gan. Hai con này thì nó có điểm khác nhau và giống nhau nha anh em. Thì điểm giống nhau là hai con này là motor Toàn Phát thì dĩ nhiên rồi. Cùng một nhà máy là điểm giống nhau ha. Đấy, cốt trục này. Cốt trục giống nhau là cốt trục 24 này anh em. Giống nhau cái điểm tiếp theo nữa là dây đồng 100% này. Và chế độ bảo hành cũng giống nhau luôn, bảo hành 6 tháng loại đổi mới nha anh em. Đó, thì dây bên Toàn Phát á, thì làm hàng đảm bảo rồi. Thì nhà máy Toàn Phát đường thành lầm tới từ những năm 2002, thì Quang Thái tính đến nay cũng đã 21-22 năm rồi anh em. Motor này là motor khía nè, giải nhiệt rất tốt. Motor này cũng có khía nè, mà motor này là motor vỏ nhôm thì nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn về cái trọng lượng bản thân ha, đỡ mình di chuyển hả, mình làm thì nó nhẹ nhàng hơn hả. Và con này là con lớn 3,5 kg ha, 4,7 ngựa này, tung 1,400 thì giá là 2,5 triệu. Còn con này là vỏ nhôm đó, cái nhược điểm của nó cũng có ưu và có nhược hết anh em. Cái ưu điểm của nó là làm ở môi trường nước mặn này, chống oxy hóa tốt này hả. Và cái nhược điểm của nó là nó nặng hả, anh em mình bơ vác thì nó cũng hơi căng. Cái con này trọng lượng nó tới 31 kg này anh em thấy không? Cái này 31 kg ha. Hai con nó giống nhau là tua nó là tua chậm hết nha anh em. Tua 1,400 tua chậm hết ha anh em ha. Hơi ché này nè, tua 1,400 này, anh em thấy không? Và nó cái điểm giống nhau nữa là cái motor Toàn Phát là được cải tiến ha. Vài tháng gần đây đã cải tiến thành bạc đạn này trục này, thì cái rô nó chạy thì nó có hai bạc đạn anh em, một bạc đạn đầu trục và một bạc đạn đầu cái của cánh quạt anh em. Thì cho motor nó có hai bạc đạn như thế là motor Nhật anh em, xin lỗi anh em, một bạc đạn của Nhật là NSK của Nhật nha anh em. Rất là đảm bảo, chạy rất là êm ha anh em ha. Test cho anh em xem nhé. Cái con vỏ gan này 3 kg thì giá là 2,850 bao vận chuyển nha anh em. Thì đồng thời bên Quang Thái có chốt cho khách á, thì tặng cho anh em nhà mình 1,5 m dây điện này và một phích cắm xịn này anh em ha. Dây thì dây đồng này, dây đi đồng 4 chấm này. Về bên nhà máy là tặng mỗi motor có một cái áo này anh em. Té chạy nha cho vui nha anh em. Đó, thì hai con đang chạy theo chiều phải động cơ, chiều mạnh nhất của động cơ anh em. Chiều mạnh nhất của động cơ ha anh em ha. Đó, thì nó dao động thì nó đang tầm 17,5 ampe nha anh em, hai con ha. Đó, thì tí nữa thì Quang Thái sẽ test, bây giờ đã test luôn hả, test cho chạy một con ha anh em, kiểm tra ampe hả. Thì bây giờ Quang Thái cho chạy con vỏ gan trước nha anh em. Thì vỏ gan thì nó 3 kg nha anh em, chạy nha anh em, chờ nó đứng hẳn nha anh em. Rồi chạy ha anh em ha. Ok anh em, thì ampe của con vỏ gan này giá là 2,850 bao vận chuyển, thì ampe nó tầm 7,5 ampe nha anh em, 7,5 ha, 7,4 7,5 ampe nha anh em. Đó, thì đang chạy về chiều phải động cơ cốt trục 24, motor lỗi đồng, motor Đồng Phát lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng loại đời mới nha anh em. Đó, thì giá của con gan này, con motor gan 3 kg này
Đây, ampe của nó là 14 ampe, ampe tối thiểu của nó, tối đa của nó này là 14 ampe này anh em. Rồi anh Thái giờ anh Thái cho chị con vợ nhôm ha. Con vợ gan là giá là 2.850 bao vận chuyển nha anh em nhớ nhé, nhớ giá nhé. Rồi giờ con Thái cho con vợ nhôm chạy nha anh em. Thì con vợ nhôm thì nó đang thầy chạy chiều phải của động cơ này thì nó tầm 10 ampe anh em ha. 10,2 10,1 ampe này anh em. Thì con này thì lớn nhất rồi, con này là 3,5 kg lớn nhất của một phe tổng phát luôn. Nó là vỏ nhôm nha anh em. Giải nhiệt rất là tốt. Bạc đạn lóc là bạc đạn là NSK của Nhật. Tất cả các mặt hàng của Toàn Phát đều sản xuất được cải tiến bạc đạn anh em, bạc đạn bi này, bi trục này là bạc đạn NSK của Nhật nha anh em. Thì nó tầm 10 mấy ampe anh em ơi. Con này thì ampe nó lớn hơn con 3 kg điều chắc chắn rồi. Rồi ampe tối đa của nó là 17,5 ampe nha anh em. Anh em thì Quang Thái cũng báo giá cho anh em biết. Đây là cái độ răng của nó xuống dưới sàn nha anh em. Anh em nghe nó tiếng răng không? Anh em nghe tiếng răng không? Là bởi vì mình chưa định vị ốc chân này anh em. Anh em nghe tiếng răng rất là khó chịu nha. Đây hết này anh em. Anh em thấy không? Chạy khé là em nha anh em. Do mình tiếp thử anh em thì mình không có định vị, chứ anh em về dùng á thì anh em định vị cái chân nó thì không có vấn đề gì nha anh em. Anh Thái nghe tiếng lẹ lẹ thì anh Thái đã ẩm lên rồi em ru. Rồi, motor Toàn Phát hàng mình lên chất lượng cao. Bảo chế độ bảo hành rất là tốt. Motor dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng loại đổi mới nha anh em. Đó thì motor Toàn Phát là motor hàng Việt Nam chất lượng cao. Cái nhà máy Toàn Phát là đứng hàng đầu Việt Nam rồi anh em. Nhà máy Toàn Phát thì cũng quá đảm bảo rồi. Được tồn tại ở thị trường ở Việt Nam mình là một thị trường rất là khó tính. Nhưng mà đã tồn tại được 22 năm. Thì cái quy mô nó rất là lớn nha anh em. Được sản xuất đi các nước Đông Nam Á, châu Á và có đi châu Âu nữa anh em. Thì đi khắp thế giới rồi anh em. Hàng Toàn Phát thì mình ưu tiên, mình người Việt ưu tiên hàng, dùng hàng Việt anh em ha. Mà nó để nói lên cái thương hiệu nó rồi. Nó đảm bảo rồi anh em. Hàng Nam là nhất rồi chứ còn có hàng nào nữa cho bằng nữa anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, chào anh em, hẹn lại anh em trong clip này nhé. Chào anh em nhé.